dưới Thanh Xuân thu mua dưới thực phẩm cho khách hàng Trung Quốc. Chắc là cái anh hôm lọ đi cùng anh kìa. Không. Cái anh mà hôm đi cùng anh ý, hôm chở xuống ý. Không phải đâu, ngày trước em với thằng bạn đi mà đấy lấy ở trên chỗ mà cửa hàng mặt trưng đấy. Ở em biết rồi, nhưng cái vấn đề là em đã hỏi là cái anh mà hôm lọ đi cùng anh ấy gì. Hôm mà anh chở một chuyến đầu tiên ý, hôm đi xuống mà những cổ bên bờ vương này. Của cái anh kia anh gửi à? Không, của cái anh mà đầu tiên nhất.